bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Trời ơi, tay này nắm của lắm nhá. Có nói gì mà làm chỗ của? Cứ khiêm tốn thôi. Lên xem trên đây bà nào bà cũng kêu hết. Có bà bảo là thầy ơi, con bây giờ con có cái gì đâu. Thế em hỏi một câu, bây giờ có mấy lô đất rồi? Dạ, bây giờ con mới có được 5 lô đất. Trời ơi. Ai cũng kêu hết á, lên xem bói ai cũng kêu hết á, con làm gì có đâu. Đây không có, có một lô thôi. Đấy, một lô, riêng chị là một lô, em nhìn cái tay này có, một lô không phải tiền trăm đâu. Nhá, không phải tiền trăm mà tiền tỷ. Nhá. Được chưa? Hết cãi chưa? Rồi, rồi. Riêng về cái mẫu bàn tay này được cái là chịu thương chịu khó, tính khách sởi lởi, làm cái gì cũng vội. Chị làm cái gì vội vội nhanh nhanh chóng chóng lắm. Đúng rồi. Đấy, không làm chậm rề là không chịu được, ngứa mắt, không làm được. Mà một khi đã làm là cắm vào cái công việc làm cho bằng xong thì thôi. Đúng rồi. Trên đường chỉ sinh đạo có nhiều cái đường chỉ hướng nên. Nó chủ về tài lộc, về trung vận thì làm mới giữ được tiền, có nghĩa là ngoài 40 đấy. Đấy, chứ mà lúc trẻ đấy vợ chồng lấy nhau vất vả lắm, có gì đâu. Nghèo rớt mùng tơi, làm không giữ được tiền, trả đủ nuôi con nữa chứ. Còn phải đi vay đầu trước, vay đầu sau. Nhưng bắt đầu từ cái tầm ngoài 40 đấy, làm bắt đầu là có tí, đấy, giữ được. Đấy, tụ được. Tay này được cái là tuổi thọ cao, là một người sống rất là nhân hậu, thoáng với mọi người, anh em, bạn bè, người thân gì cần gì là giúp hết. Mình luôn là người đi đầu, giúp đỡ. Tay này thì nặng gánh gia đình, lo toan cho gia đình đôi bên. Nặng gánh nhiều, phải lo nhiều. Số chị là số sống thiên về tình cảm, thiên về nội tâm. Đấy. Cái việc mà thực sự nó cũng nhỏ thôi, nhưng mình cứ hay lo xa. Hay lo xa là mình cứ mang bực vào trong người. Mắc cái chứng bệnh lo đấy. Lo nhiều đấy. Còn hai cái tuổi này đồng cung đồng mạng. Năm nay thì làm ăn chồng thì vướng sao La Hầu, vợ thì sao Kế Đô. Sau này là chủ về hao tài, tốn của thị phi, làm ăn thất bại. Đấy, năm nay là làm ăn kém, làm ăn chậm hơn mọi năm rất là nhiều. Công việc nó gặp nhiều trục trặc, khó để gỡ được ra. Năm nay là cái năm điên đảo, đảo điên luôn, mệt lắm. Năm nay là chả làm cái gì mà ra hồn cả. Đầu tư đâu nào bể đó, làm gì là hư đó. Năm nay là chán lắm, kém lắm. Ở giữa lòng bàn tay có hình chữ thập này, đừng có mê tín quá nhá. Xem bói xem vừa thôi, đừng có mê tín quá. Chị là người hay mê tín đấy nhá, mê tín lắm. Thấy ở đâu nghe người ta xem bói hay cũng đi coi rồi, cứ mang lo vào người thôi, xem vừa thôi. Xem bói thì phải chọn lọc, xem được ông nó nói được câu nào tin hay là không tin, chứ không phải là cứ nghe hết vào là mang lo vào người đấy. Đấy, nên là chữ thập ở giữa lòng bàn tay là mê tín lắm. Cái chữ thập này quá đậm luôn, mê tín cực kỳ luôn. Đúng không? Từ trước giờ đi coi bao nhiêu thầy bói rồi, mấy chục ông rồi. Còn nhiều lắm. Nhiều lắm đúng không? Đúng như lời em nói luôn, bàn tay mê tín mà. Tay này thì được cái là ông trời ban cho sức khỏe tốt, đau ốm hồi phục nhanh. À, có cái vong trẻ con sơ sảy đi theo này. Làm lễ cầu siêu chưa? Chưa làm lễ cầu siêu à? Lên chùa nhờ thầy làm lễ cầu siêu cho cháu đi. Đây là phần thiếu sót của chị đấy. Sao không biết đường mà làm đi? Không ai xem có vận hạn bệnh tật ốm đau gì không nào? Năm nay thì mỗi cái hạn lớn nhất đó là hạn công việc không thuận, còn bệnh tật thì không có nhiều, nhưng mà năm nay bốc bài cô cây át bích đây, bốc đi bốc lại 3 lần đấy, cô cây át bích nó chạy theo đây, nó nói là cô cây tăng gần. Thầy xem ở cái đuôi ở cái đường mà chỗ cổ tay nó cứ chẽ ra nhiều đường đấy, có làm sao không? Không, cái thời đó là cái thời điểm lúc về già rồi, già khú đế rồi, ngoài 70 rồi, 75 rồi, lúc đó trí tuệ nó hơi bị lẫn thôi. Nói trước quên sau thôi. Bây giờ cũng có chút dấu hiệu rồi đấy. Nói trước quên sau đấy.
đang tính nói, đang tính hỏi cái gì là quay một phát là lại quên mất luôn. Đấy. Và sau này chị cô sẽ bị cái chứng gọi là hay lú lẫn, nói trước quên sau, như tầm về cuối cuối. Tay này tay này đi tám chuyện ghê lắm nhá, nói nhiều lắm và tám chuyện lắm, hay đi buôn dưa lê đấy. Có thiệt không buôn dưa lê không? Có thiệt không? Chết chồng con như thế nào? Để nói đã, chị mà một khi đã ngồi chết dí ở chỗ nào đấy thì phải nói cho bằng xong câu chuyện này thôi, hết nửa ngày mới đi về. Đấy không còn buôn dưa lê được còn là gì nữa. Thế bảo không buôn dưa lê. Và ông chồng à, muốn hỏi ông này làm gì đấy? Thế thì muốn hỏi ông này là ông ấy làm cái nghề gì, chẳng có nghề gì cả. Bây giờ ông chẳng có nghề gì. Ngày tháng năm sinh của ông ấy nhớ không? Không. Không nhớ ngày tháng năm sinh thì khó xem đấy. Số này tính cách. Gần trưa thì đúng, sinh vào gần trưa. Gần trưa, gần trưa nó tầm giờ ngọ đúng không? Gần trưa bà mới đi dạo dặn cặp lúa xong không gặp được chạy về. Tháng 10. Giờ tị đi, giờ tị đi. Rồi, là người tương đối bảo thủ, ngoan cố, cố chấp. Khó có ai có thể tác động được họ. Họ coi chính kiến của họ là trên hết. Bây giờ đã thấy chồng chị bảo thủ, cố chấp chưa? Chính hắn, nhưng mà xem vợ chồng sống có hạnh phúc không nào? Trước đã hỏi đã, chị đang hỏi về tính cách thì em đã trả lời cho là bảo thủ. Đúng rồi đấy. Đấy, đang hỏi về cái câu phần nào thì nói phần đó, bảo thủ, cố chấp. Đấy, em không căn cứ vào tháng đâu, em căn cứ vào cái giờ sinh thôi. Bảo thủ, cố chấp. Đấy, vì thế, nghe này, đọc lại từ đầu này. Tương đối bảo thủ, ngoan cố, cố chấp. Khó có thể ai mà thay đổi tác động được ý chí của họ. Họ coi chính kiến cái lời nói của họ là trên hết và đúng đắn. Vì thế, chuyện vợ chồng sẽ luôn luôn xung đột. Xảy ra xung đột, khắc khẩu nhau. Lời qua tiếng lại. Đấy, một khi ông đã nói thì bà phải im thì sẽ không có chuyện. Như ông nói mà bà xen vô là có chuyện. À thôi, hay cãi nhau với ông đó. Ông thôi nói ông cũng toàn im thôi. Đấy. Nói nhau, im như trong tối. Đấy, hiểu chưa? Một người nói là một người phải im thì không có chuyện. Vậy là em đã nói chính xác chưa? No.